Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp ngày 27 tháng 2 của kênh VTC14. Vào những ngày cuối của tháng 2, thời tiết đang có xu hướng tốt lên trên khắp các vùng miền của cả nước. Tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chỉ se lạnh và có sương mù ở một vài nơi vào sáng sớm. Từ sau 9 giờ sáng thì mây đã giảm và trời hứng nắng dần lên. Vào lúc 13 giờ trưa nay ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 26 độ, một số nơi lên tới 27 độ. Các tỉnh phía Tây thì nền nhiệt cao hơn, có nơi từ 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Quảng Trị cho tới Bình Thuận, cường độ nắng tăng lên so với ngày hôm qua và nhiệt độ cũng nhích lên, ở phần phía Nam ở mức từ 30 cho đến 32 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ còn duy trì nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Đây cũng là khu vực oi nóng khó chịu nhất trên cả nước trong ngày hôm nay. Theo nhận định thì trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại các địa phương trên cả nước vẫn chưa có sự thay đổi lớn. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời vẫn ít mưa. Vào nửa đêm và sáng, độ ẩm không khí cao và sương mù xuất hiện, nhưng mật độ không dày nên ít ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông. Sang đến ngày mai, nhiệt độ còn có xu hướng tăng thêm so với ngày hôm nay khoảng 1 độ nữa. Vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ lên tới 25 cho tới 27 độ, có nơi là 28 độ. Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và cả Sơn La, Hòa Bình, nhiều nơi nhiệt độ sấp xỉ hoặc trên 30 độ. Thời tiết khô ráo và ấm áp, thuận tiện cho bà con nông dân ra đồng hoàn thành nốt những thửa ruộng cây cuối cùng của vụ đông xuân. Tuy nhiên, vẫn thiếu những cơn mưa xuân mang lại độ ẩm cần thiết cho cây lúa nước trên khu vực các tỉnh miền Bắc. Ở miền Trung, dọc theo các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, trời còn nắng từ sớm nên nhiệt độ trong ngày nhích nhẹ so với ngày hôm qua. Phần phía Bắc nhiệt độ từ 28 cho đến 30 độ. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận phổ biến trên 30 độ, có nơi là 34 độ. Tình trạng ít mưa và nắng nhiều vẫn diễn ra trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Độ ẩm không khí vào thời điểm giữa trưa giảm xuống thấp, nhiều nơi dưới 55%. Riêng các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh, thậm chí độ ẩm còn giảm xuống tới 40%, kết hợp với nhiệt độ trên 35 độ, có nơi từ 36 đến 37 độ, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với các địa phương ven biển phía Nam đang trong thời kỳ chiều cường, đỉnh chiều lên cao nhất sẽ vào khoảng từ ngày 27 tháng 2 cho tới ngày 2 tháng 3, gây ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông trên những tuyến đường thấp trũng tại khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như làm tăng xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền. Trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 tới, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc còn tạnh ráo, nền nhiệt tăng chậm. Sau đó đến khoảng ngày mùng 2, mùng 3 tháng 3, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời có mưa và chuyển rét. Các tỉnh ven biển miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời ít mưa và ban ngày nắng. Tiếp theo sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho tới 20 độ và cao nhất là khoảng 25 đến 28 độ, có nơi từ 30 đến 32 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ và cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ và cao nhất là khoảng 25 cho đến 28 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ và cao nhất là từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 23 độ và cao nhất là khoảng 28 đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ. Vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho tới 24 độ và cao nhất là khoảng 34 đến 36 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 31 cho đến 33 độ. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ trong ngày khoảng từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, nhiệt độ dao động quanh mức 25 đến 30 độ. Thưa quý vị, như vậy, trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước phổ biến ít mưa, nắng ráo. Các tỉnh miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Các tỉnh ven biển miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ số giờ nắng và nền nhiệt cao.
Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay đến đây là kết thúc. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.